triệt phe Nghệ Tĩnh, đưa Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị, ai cản được Tô Lâm. Phe Nghệ Tĩnh là lực lượng hùng hậu nhất nhì trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Hai lực lượng này đều đang ẩn nấp dưới trướng của Tổng Trọng. Với Ban Bí thư mới được gia cố bằng quân đội, hai phe này hy vọng có được nơi trú ẩn an toàn hơn. Tô Lâm ra mặt tạo phản lần này cũng gặp không ít khó khăn. Ban đầu thì rất thuận tiện khi đánh gục liên tiếp ba đại đổ đệ của ông Tổng, mở đường cho Tô Lâm ngồi vào ghế chủ tịch nước, đồng thời cũng triệt được đối thủ nặng ký nhất. Tuy nhiên, ý đồ vừa ngồi ghế chủ tịch nước vừa kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an đã bị phá sản bởi đòn đánh bất ngờ của Phạm Minh Chính, làm Tô Lâm phải vất vả huy động cả Bộ Công an vào cuộc đảo chính mềm. Tuy cuộc đảo chính ngầm thành công, nhưng phe của Tô Lâm cũng đang phải đối mặt với rủi ro khi mà Liên minh Nghệ An Hà Tĩnh vẫn có tới 4 ủy viên Bộ Chính trị sau khi ông Tô Lâm đánh dụng Vương Đình Huệ. Sự hồi phục số lượng ủy viên Bộ Chính trị hai nhóm này là sự đe dọa không nhỏ bên thế lực Hưng Yên của ông Tô Lâm. Phe Hưng Yên của Tô Lâm cần tăng thêm ủy viên Bộ Chính trị để có tiếng nói mạnh hơn nữa. Đấy là điều vô cùng cần thiết. Mục tiêu của Tô Lâm là Lương Tam Quang sẽ vào Bộ Chính trị ở Hội nghị Trung ương lần thứ 10 sắp tới. Nếu không thực hiện được tham vọng này thì những tháng còn lại của nhiệm kỳ sẽ không hề dễ dàng với Tô Lâm. Bộ trưởng Bộ Công an và là ủy viên Bộ Chính trị rất có lợi thế. Chính Bộ trưởng được ngồi chung mâm với nhóm siêu quyền lực sẽ góp được tiếng nói vào nhóm này và không loại trừ có thể lên tiếng đe dọa những thành viên còn lại. Còn chỉ là ủy viên Trung ương Đảng thì chỉ biết vâng theo những quyết sách mà Bộ Chính trị đưa ra. Muốn cho phe mình trở nên vô đối thì phải làm suy yếu đối phương và làm phe mình trở nên mạnh hơn. Trong trường hợp của Tô Lâm, nếu triệt hạ được phe Nghệ An và Hà Tĩnh thì Tô Lâm sẽ đạt được hai mục đích: vừa làm cho đối phương suy yếu, vừa nâng cao sức mạnh cho phe Hưng Yên. Với việc cho Trần Cẩm Tú tước bỏ hết các chức vụ trong đảng của Nguyễn Văn Yên, cấp phó của Phan Đình Trạc, rồi sau đó ra tay bắt ông này, thì xem như Tô Lâm đã bắn một mũi tên được hai mục đích. Ông vừa điều khiển được Trần Cẩm Tú phe Hà Tĩnh, vừa áp sát được Phan Đình Trạc phe Nghệ An. Việc đánh Nguyễn Văn Yên chỉ là bước đầu, bước tiếp theo là đánh cho Phan Đình Trạc gục ngã. Nếu có thể làm cho ông Trạc ngã trước Hội nghị Trung ương 10, thì điều đó có nghĩa là cửa vào Bộ Chính trị cho Lương Tam Quang sẽ thành thang mở rộng. Đấy là những nước cờ mà Tô Lâm hầu như ai cũng nhìn thấy. Nhưng liệu với lực lượng hùng hậu, với 4 ủy viên Bộ Chính trị và gần 20 ủy viên Trung ương Đảng, nhóm Nghệ Tĩnh có làm gì để cản đường Tô Lâm hay không? Hay chỉ đưa lưng ra chịu trận? Có thể nói việc cậy quá nhiều vào ô dù của Tổng Trọng giờ đây đã khiến nhóm Nghệ Tĩnh gặp khó khăn. Trước đây, ô dù của ông Tổng như một bong ke vững chắc, nhưng giờ đây ô dù của ông Tổng lại chẳng khác nào chiếc ô rách. Chiếc ô này đang sắp hết hạn sử dụng, nên chẳng che chắn được gì cho hai nhóm lợi ích này. Cho đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy phe Nghệ An và phe Hà Tĩnh có thể cản được sức mạnh của Tô Lâm. Không biết thời gian tới phe Nghệ An và Hà Tĩnh có chiến thuật gì mới hay không, chứ cứ đến thời điểm này họ vẫn đang bế tắc. Xem ra khó có lực lượng nào ở Trung ương Đảng và trong Bộ Chính trị có thể cân bằng quyền lực với phe Tô Lâm ở thời điểm hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin triệt phe Nghệ Tĩnh, đưa Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị, ai cản được Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Đạp ngã Đinh Tiến Dũng, giờ là lúc cả đàn tranh nhau giành ghế. Sáng ngày 25 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tổ chức hội nghị lần thứ 18 để bàn về việc triển khai các nội dung tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Trong hội nghị này, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực, chính thức được phân công điều hành Thành ủy Hà Nội. Hội nghị này chỉ là hợp thức hóa quyết định của Bộ Chính trị đã đưa ra trước đó. Được biết, đây là giải pháp tạm thời, tương tự như ông Trần Quốc Tỏ được phân công điều hành Bộ Công an trong thời gian rất ngắn để chờ có bộ trưởng mới. Việc phân công Phó Bí thư Thường trực điều hành công việc tạm thời cho thấy một lần nữa Bộ Chính trị lại bế tắc trong việc chọn người thay thế.
ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội thường có cơ cấu để vào tứ trụ trong tương lai, cho nên phe nào cũng muốn đưa người của mình chám vào. Hiện nay vẫn chưa có ứng viên nào sáng giá cho chiếc ghế này, có lẽ đợi kết quả từ những trận thư hùng sắp tới mới có thể xác định được người ngồi vào vị trí này là ai. Khi Đinh Tiến Dũng ngã ngựa, có nguồn tin cho biết một ủy viên Trung ương Đảng người dân tộc thiểu số là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang sẽ được bổ sung vào Bộ Chính trị để tiếp quản chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa thấy có động tĩnh gì của Bộ Chính trị để chuẩn bị cho nhân vật này nắm ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội. Thật ra một vị trí dành cho ủy viên Bộ Chính trị nhưng lại chọn một ủy viên Trung ương Đảng ngồi vào cũng không phải là chuyện hiếm. Vào hồi tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nên, khi đó đang là ủy viên Trung ương Đảng, về nắm chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Nguyễn Thiện Nhân. Sau đó đến năm 2021, ông Nên mới được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Hay vị trí trưởng ban tuyên giáo Trung ương thường được dành cho ủy viên Bộ Chính trị, nhưng năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, khi đó chỉ là ủy viên Trung ương Đảng nắm giữ, và phải 3 năm sau ông Nguyễn Trọng Nghĩa mới vào được Bộ Chính trị. Mới đây nhất là trường hợp của ông Lương Tam Quang, ủy viên Trung ương Đảng được bổ nhiệm vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, một vị trí dành cho ủy viên Bộ Chính trị. Hai trường hợp đầu ông Trọng bổ nhiệm vào lúc thế lực của ông đang mạnh nhất, ông có đủ sức để dẹp bỏ tiền lệ, dẹp bỏ quy trình để bổ nhiệm. Còn trường hợp của ông Lương Tam Quang là do Tô Lâm ra tay, cũng vào lúc mà thế lực Tô Lâm là mạnh nhất. Tương tự ông Trọng, Tô Lâm cũng chẳng xem tiền lệ và quy trình bổ nhiệm ra gì để đòi Bộ Chính trị phải bổ nhiệm Lương Tam Quang cho mình. Như vậy, nếu một ủy viên Trung ương Đảng thay thế vị trí ông Đinh Tiến Dũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nếu có một phe nào đó đủ mạnh để buộc phần còn lại phải chấp nhận. Tuy nhiên, việc ủy viên Trung ương Đảng, người dân tộc thiểu số theo đồn đoán sẽ thay thế cho ông Đinh Tiến Dũng vẫn chưa thể ngồi vào ghế trống thì xem ra phe ủng hộ ông này không đủ mạnh. Từ nay đến hội nghị Trung ương lần thứ 10 còn khoảng 4 tháng nữa. Trong thời gian này, các phe phái thường tranh thủ vừa đánh nhau vừa đàm phán thì mới thỏa thuận được với nhân sự thay thế. Bên cạnh đó cũng không loại trừ khả năng 4 tháng sau đánh đấm vẫn chưa xong. Hiện nay chưa thấy phe nào nổi trội và cũng chưa thấy nhân vật nào sáng giá nổi lên, cho nên cung đình sẽ lại mất nhiều thời gian cho công việc chọn người. Giờ đây thượng tầng chính trị của Việt Nam như một mớ hỗn độn vậy, chỉ thấy đánh nhau rồi giành giật chức quyền mà chẳng có chút đồng thuận nào cả. Họ chỉ có một đồng lòng duy nhất, đó là đồng lòng chống dân. Còn vấn đề quốc gia đại sự họ xem không quan trọng bằng những trận thư hùng để tranh giành quyền lợi cho mình. Đất nước này đang thả trôi trong vô định bởi cái đảng ô tạp như thế đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin đạp ngã Đinh Tiến Dũng, giờ là lúc cả đàn tranh nhau giành ghế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.